Theo giới chức thành phố Montreal, sự kiện biểu tình phản đối nạn cảnh sát bạo hành thường niên vào tối ngày 15 tháng 3 vừa qua đã biến thành bạo lực khi những người tham gia biểu tình tấn công vào lực lượng cảnh sát thành phố, khiến ít nhất 2 cảnh sát bị thương. Hiện đã có hơn 240 người và hơn 10 người biểu tình khác phạm tội nặng hơn đã bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc. Những người này bị cáo buộc tấn công cảnh sát và sở hữu vật gây cháy trong cuộc biểu tình nói trên. Được biết hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để giám sát cuộc biểu tình, vốn bị coi là bất hợp pháp bởi những người tổ chức không cung cấp chi tiết tuyến đường tuần hành cho nhà chức trách.